Ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị, hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 2021. Ngọc xin chia sẻ một số cái nội dung cập nhật liên quan đến cái việc là liệu IRS người ta có kiểm soát cái bank account của mình hay không. Tại vì hiện giờ nó chỉ là một cái dự luật đề nghị là kiểm soát bank account. Cái nào mà có những cái giao dịch 10.000 trên năm thì sẽ bị kiểm soát nếu như cái dự luật này được thông qua và được ký. Hiện giờ có một số cái chương trình mà nó liên quan đến cái gói 3.500 tỷ này. Ngọc có cái thông tin cập nhật của ngày hôm nay thì Ngọc sẽ chia sẻ cho quý vị một cái chương trình đã đề nghị là cắt bỏ khỏi cái gói này, nhưng mà hiện giờ thì nó vẫn chưa có in ra, chưa có được ký, chưa có thông qua, cho nên là chưa có gì là 100% quý vị nha, gạo chưa nấu thành cơm và cũng chưa có chắc chắn, cho nên là tất cả những cái thông tin Ngọc chia sẻ trong cái video này có thể sẽ thay đổi vào ngày mai. Và ở cuối video này thì Ngọc xin chia sẻ một số cái thông tin liên quan đến cái vaccine cho trẻ em ở độ tuổi 5 đến 11 tuổi. Và Ngọc xin mời quý vị theo dõi tiếp video này để chúng ta theo dõi, tham khảo những cái thông tin của ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay Ngọc có coi một cái video ở trên đài Fox Business hay là The Hill gì đó, Ngọc quên mất rồi. Thì Ngọc có nghe một cái đoạn phỏng vấn của một nhà báo và ông thượng nghị sĩ Rich Scott. Thì thượng nghị sĩ Scott đó, ông không ủng hộ cái việc là bên sở thuế họ được quyền kiểm soát cái tài khoản ngân hàng của mình. Ông không ủng hộ điều này bởi vì ông nói rằng 10.000 một năm, ông nhấn mạnh là 10.000 một năm chứ không phải là 10.000 mỗi lần chuyển vào chuyển ra, 10.000 một năm tổng cộng. Thì cái điều này là họ nhắm vào rất là nhiều và họ nhắm vào cái phần đa số người dân Mỹ và cái điều này hoàn toàn sai. This is wrong. Sai. À, và ông hy vọng là cái điều này sẽ không xảy ra. Nếu như điều này xảy ra thì nó rất là xấu cho nước Mỹ cũng như là người dân Mỹ. Nó vi phạm cái quyền riêng tư, cái quyền tự do, cái freedom của người dân Mỹ. Và đặc biệt ở đây cái điều đáng lo ngại là gì quý vị? Not secure. Tức là ông đang đặt ra cái câu hỏi là liệu rằng khi mà bên ngân hàng hay là credit union hay là những cái brokerage account của quý vị, người ta báo cáo lên cho sở thuế những cái thông tin liên quan đến những cái giao dịch này và những cái thông tin liên quan đến cái hồ sơ, cái personal information của quý vị, thì nó có được bảo mật ở bên sở thuế hay không, hay là bên hệ thống của sở thuế nó có bị hack hay không? Nó có bị quá tải hay là cái gì trục trặc làm cho nó ảnh hưởng đến những cái thông tin nhạy cảm, những cái thông tin liên quan đến cái personal information của họ hay không? Thì cái điều này thì thượng nghị sĩ Scott ông nói rằng là đâu có đảm bảo 100% được, cái điều này đã xảy ra trong quá khứ rồi, cho nên là ông không có ủng hộ cái điều này. Và Ngọc cũng có đọc một cái bài báo, thì cái này cũng là Fox Business luôn, thì họ nói là thượng nghị sĩ John Manchin nói rằng cái việc mà IRS người ta giành quyền kiểm soát, có cái quyền kiểm soát cái tài khoản ngân hàng của mình, đây là một cái kế hoạch gần như là nó sẽ không có trong cái phiên bản cuối cùng của cái gói 3.500 tỷ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng có thể cái này sẽ bị bỏ ra khỏi, sẽ bị loại bỏ ra khỏi cái gói 3.500 tỷ. Hiện giờ nó chỉ có là cái mức giá là 1.900 tỷ thôi. Nếu như mà không có sự ủng hộ của thượng nghị sĩ Joe Manchin thì họ sẽ không có được 50 phiếu. Nếu như không có được 50 phiếu thì sẽ không có được cái gói 1.900 tỷ này. Như vậy rằng nếu như mà họ khư khư, bên đảng Dân Chủ họ khư khư, họ nói rằng cái điều kiểm soát bank account nó phải có. Như vậy thì có thể rằng là họ sẽ không có cái điều này luôn, họ sẽ không hoàn toàn có cái điều này luôn, tại vì không có đủ phiếu làm sao thông qua được. Cho nên là có thể họ sẽ nhả cái phần này ra, họ cắt bỏ, họ loại bỏ cái phần này ra. Nhưng mà hiện giờ nó chưa phải là cái phiên bản cuối cùng, chưa có được ăn ra, in ra, cho nên là mình cũng không biết được cụ thể là như thế nào. Thì có thể trong tuần này quý vị, ngày mai, ngày mốt là một trong những cái điều mà họ cần phải có một cái decision, những cái quyết định, những cái gọi là final agreement, họ phải đưa ra một cái thỏa thuận ký bằng văn bản in ra đàng hoàng quý vị. Thì ở đây á, quý vị có hỏi Ngọc là ví dụ như tiền lương mình lãnh á, thì mỗi tháng mình lãnh như đó thì người ta có kiểm soát hay không, mình có bị ảnh hưởng hay không? Thứ nhất á, là cái dự luật này á, người ta ngoại lệ, người ta loại trừ những cái trường hợp ví dụ như là quý vị lãnh
tiền bằng W2, lãnh tiền lương bằng W2, tức là họ đã trừ thuế mình hẳn hoi rồi, và tất cả những cái con số nó được liệt kê trong cái W2 của mình hết rồi, cho nên là quý vị sẽ không có bị kiểm soát cái phần này, và những cái tiền mà quý vị lãnh từ an sinh xã hội cũng vậy, không có bị ảnh hưởng. Nếu như cái này ký mà hiện giờ nó chưa ký, cho nên là mình cũng tham khảo thôi. Những ai mà lãnh tiền từ an sinh xã hội, những cái chương trình của chính phủ nè, có W2 thì nó không có ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà nếu như quý vị vừa có W2, vừa có 1099, vừa có những cái self-employed tự làm chủ, hay là quý vị vừa làm hãng vừa chạy Uber chẳng hạn, thì tất cả những cái gì liên quan đến cái tự làm chủ, những cái income liên quan đến 1099, self-employed partnership income, mình tự kinh doanh thêm cái này cái nọ cái kia, thì tất cả những cái đó sẽ có thể bị kiểm soát nếu như cái này được thành luật quý vị nha. Thì một cái điều nữa ở đây là tất cả những cái nhà băng, những cái credit unions, thì tất cả thì Ngọc không dám nói tất cả, nhưng mà rất là nhiều trong cái nhóm ngành này họ nói rằng là họ đề nghị Tổng thống Biden hãy bỏ cái đề xuất này ra khỏi cái dự luật đây, bỏ nó đi. Thì cái lá thư mà họ viết cho Tổng thống Biden thì có cái sự ủng hộ của 100 nhóm. Ở đây người ta nói rằng là we respectfully request, tức là họ thỉnh cầu là Tổng thống Biden hãy rút cái điều mà phải kiểm soát bank account ra khỏi cái proposal, và cái chính quyền của Tổng thống Biden phải ra một cái đề xuất, phải đề nghị cái nào đó mà có thể nhắm vào một số cái nhóm người mà họ đang nhắm vào thôi, chứ không thể nào mà kiểm soát trên cái phương diện rộng như vậy được. Để mà quý vị tưởng tượng nè, cái gì nó phải công bằng. Ví dụ như những ai mà họ trốn thuế, những ai mà họ khai không đúng, họ under reporting income của họ, thì có thể rằng là bên chính quyền của Tổng thống Biden họ sẽ có những cái biện pháp để mà tìm ra những cái lỗ hổng này để họ có thể là thu thuế thêm chẳng hạn, thì đó là một cái điều nó không có sai. Nhưng mà nếu như mà kiểm soát trên cái diện rộng như vậy thì cái điều này Ngọc nghĩ rằng là có thể là người ta sẽ bỏ cái phần này và người ta sẽ sửa đổi một số nào đó để mà có thể thu những cái phần thuế mà người ta không có khai đúng đó. Thì cái đó là có thể người ta sẽ làm, nhưng mà cái phần mà kiểm soát bank account thì hiện giờ Ngọc thấy rằng là không có sự ủng hộ của Joe Manchin, thì cái điều này khó có thể thành hiện thực. Ở đây thì Ngọc thấy có một cái điều nữa là ông Joe Manchin ổng không ủng hộ, cho nên cái điều này là đang bị loại bỏ ra khỏi cái gói 3.500 tỷ. Vì sao họ nói rằng là đang bị loại bỏ? Bởi vì sao? Hiện giờ cái này vẫn chưa có là chính thức, chưa có in ra, chưa có thông qua, chưa có ký, cho nên là cái điều này ông thượng nghị sĩ Joe Manchin ông không ủng hộ, cho nên người ta đang bỏ cái phần là family and medical pay. Hồi trước là người ta cho là 12 tuần nếu như quý vị nghỉ ở nhà để chăm sóc cho người thân, hay là mình nghỉ bệnh ở nhà đó, thì mình được là 12 tuần tuần lương đó. Còn bây giờ người ta giảm xuống 4 tuần, hôm qua Ngọc thấy 4 tuần, bây giờ người ta cũng muốn là cắt bỏ hẳn cái này luôn đó. Đó thì không biết là cuối cùng sẽ như thế nào, nhưng mà cho đến tại cái thời điểm bây giờ thì những cái thông tin nó là như vậy thưa quý vị. Thì quý vị nghĩ như thế nào về những cái điều này? Liệu rằng cái việc kiểm soát bank account của mình có được thông qua, có được ký, có thành luật hay không? Quý vị hãy cho Ngọc biết quý vị nha. Rồi bây giờ có một cái điều nữa Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị, nó liên quan đến vaccine dành cho độ tuổi 5 đến 11 tuổi. Thì ngày hôm qua là ngày 26 tháng 10, ngày thứ ba, thì người ta có một cái cuộc họp tại FDA. Bên FDA thì người ta họp vào 8 giờ rưỡi sáng đến 5 giờ chiều. Thì người ta nói rằng là cái liều của vaccine cho độ tuổi 5 đến 11 á, là bằng 1/3 cái liều của người lớn, và nó cho cái hiệu quả là hơn 90%, cái độ an toàn của nó là hơn 90%, và họ đã có đủ cái phiếu để mà họ recommend, là có thể họ khuyến nghị là dùng cái vaccine này. Nhưng mà hiện giờ cái quyết định này vẫn chưa có chính thức quý vị nha, họ đang đợi bên CDC họp, rồi có thể rằng là họ sẽ
xem xét về cái liều lượng trên cái độ tuổi hay là trên cái nhóm tuổi nào đó như thế nào đó, thì họ phải xem xét cái liều lượng tuần tới là khoảng ngày 2, ngày 3 gì đó, thì người ta bên CDC họ sẽ họp. Rồi nếu như mà mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hết á, thì có thể rằng là cái tuần đầu tiên hoặc là cái tuần thứ hai của tháng 11, độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi sẽ có vaccine để chích. Hiện giờ bên chính quyền Tổng thống Biden họ nói rằng là họ sẽ có đủ 28 triệu liều để chích cho ở độ tuổi này. Và nếu như mà cái điều này được cho phép sử dụng á, bên FDA và bên CDC họ cho phép sử dụng á, thì sẽ có 15 triệu liều để mà chích cho trẻ em ở độ tuổi này trong cái tuần đầu tiên. Thì Ngọc xin phép dừng cái video lại ở đây nha quý vị, tại vì Ngọc thấy rằng là một số cái thông tin mà quý vị hay nhầm lẫn, và Ngọc chỉ dừng lại ở trong cái video này là cái đề xuất thôi. Còn cái luật liên quan đến Venmo, PayPal, Cash App mà cái tiền 600 đó là cái luật đã ký rồi, nhưng mà đâu đó Ngọc cũng thấy mọi người là nói Ngọc là cái này chưa ký mà sao nó đã ký rồi. Nhưng mà quý vị phải phân biệt hai cái nha quý vị. Và Ngọc xin dừng lại cái video này ở đây và hẹn lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và xin chúc sức khỏe. Bye bye nào.